À, 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bây giờ là 6:33. Thì sau khi các anh em dọn dẹp mộ của cậu Năm xong thì bây giờ các anh em cũng đã đi sang những cái ngôi mộ khác để thắp nhang. Đó. Thì bây giờ 15m cũng sẽ lấy đồ của mình để cúng cho chú Tư Con và bà xã của chú Tư Con. Em lấy đồ nha bà xã. Ở bên quanh kia. Thì bây giờ 15m sẽ đốt nhang 24 giờ lại cho bà xã của chúng tôi còn. Mà biết sao em sợ nó gãi cổ gà. Dạ, 15m sẽ nhái cỡ 5 phút rồi. Rồi. Nhái nhiều quá còn không nhớ không? Có hỏi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình chưa biết dở lắm chứ. Tôi còn tâm gì luôn nè. Tại sao cha lên mạng quá. Cha lên mạng quá. Cha lên Google. Đông nhạc vậy. Đưa má. Gia đình của những người sĩ là để thông tin lên. Mà lỡ không có anh thôi. Ủa có thì có. Bây giờ bà xã của bà Lâm sẽ đi thắp nhang nha. À, bà xã phải đi đi. Hôm nay em đi đi, tớ lượt em á. Đó. Em nhớ là em cầu ba chữ Nam Mô Di Đà Phật nha, ba lần nha. Rồi em cắm cắm nhang. Hai cái đó hai cây nha. Đúng rồi. Tại vì cô Nhị Kiều với là bác Tám. Bác Tám Dân. Thì bây giờ hôm nay 15 sẽ làm caramel cho bà xã của 15 nha. À, bà xã có 15m là siêu mẫu cao 1m52. Đó, mình nhớ giải thầm ba chữ nha, Nam Mô Di Đà Phật ba lần. Rất là hiệu nghiệm. Một lát hai vợ chồng mình sẽ mua một cái lư hương sẽ để ở vị trí này ha, để cho bà con bác cắm nhang. Một cái lư hương dưới dưới bà chung nước.
Đây là mộ của nhạc sĩ Nguyễn Nhân Tý. Đây là nhạc sĩ rất là đặc biệt nha. Đặc biệt ở chỗ là trùng tên với tên của 15 Bình Dương. Em chào anh Minh nha. Mọi người đi một hướng. Đây là cụ nghệ sĩ nhân dân Giang Châu. Cứ mỗi buổi sáng mà chúng ta đi thắp nhang như thế này thì rất là ấm áp cho những cái ngôi mộ ở xung quanh. Thì khi mà đi ngang qua những cái ngôi mộ như thế này thì 15 mét ngửi một cái mùi thơm thoang thoảng của cái cây hoa nguyệt quế ở như các cô chú anh chị thấy ha. Một cái vườn hoa nguyệt quế ở xung quanh mộ của đạo diễn Lê Mộng Hoàng nè, rồi mộ của chú Thanh Sang. Xung quanh đây có một cái vườn hoa nguyệt quế rất là thơm luôn. Đây là đạo diễn nhân dân Lê Giang nè, em cắm hai cây nha bà xã. Ngoài cây nguyệt quế thì còn có cây mai tiểu thư. Đó, như phía trước các cô chú anh chị thấy, đó chính là cây mai tiểu thư được trồng trực tiếp lên trên lỗ âm dương. Bây giờ thì 15 mét Bình Dương cùng với bà xã sẽ đi qua một cái dãy mộ khác. Và đây chính là dãy mộ có những cái nghệ và những cái nhạc sĩ rất là nổi tiếng luôn. Đầu tiên đó chính là nhạc sĩ Thanh Sơn. Ông thì quê quán là ở Sóc Trăng, sinh năm 1940, mất năm 2012. Và đối diện đó chính là nhạc sĩ Vinh Sử, một trong những cái cây cổ thụ về bolero. Những cái bàn tình ca như là Nhẫn Cỏ Cho Em, Không Giờ Rồi, Đêm Lang Thang, Gõ Cửa Trái Tim. Nói chung là rất là nhiều bài hát bolero mà bây giờ được tất cả giới trẻ cũng như là nói chung là từ những cái thế hệ trẻ cho đến thế hệ cao niên đều hát được hết. Đây là nhà thơ Ngô Anh Dương, những cái bài thơ được ông viết lên rất là hay. Đó, có một cái bài thơ mà đặc biệt là ông viết lên trên một cái quyển sách bằng đá ha. Đó, khắc lại để làm một cái kỷ niệm. Rồi hết luôn hả bà xã? Hôm nay không có đếm. Em nhớ không, mình đốt trung bình là tầm khoảng ê, phát hiện gì đó. Còn tươi luôn nha. Rồi. Đây là cái món đặc sản người ta gọi là cà phê tròn. Ủa, sao chả mất tiêu vậy? nghe tới cà phê tròn mà còn tươi chả mất tiêu luôn. Đó, thì như các cô chú các chị thấy ha, ở trong hoa viên thì có rất là nhiều loài động vật luôn. Gồm có là nai nè, bò nè, đà điểu nè, công nè, kể cả chó nè, chó cũng rất là nhiều nha. Đó. Thì 15 mét đã ghi lại rất là nhiều loài động vật mà hoa viên họ cũng đã nuôi nắng. Có những con thì thả trong, có những con thì nhốt ở trong chuồng. Đặc biệt là chim với công là phải chim công là đà điểu nè, là phải nhốt trong chuồng nha, không nhốt là nó bay đi mất. Chỉ có bồ câu á, là nó muốn bay đâu nó bay, nó muốn đậu đâu là đậu, thoải mái luôn. Nhưng mà đa số là mười lăm mét thấy rất là nhiều bồ câu nha. Đó. Đến đây thì 15 mét Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 mét Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.